Quý cô bác, anh chị kính mến, bước sang năm Giáp Thìn 2024, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới Giáp Thìn. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đến thời hưởng phúc, tài lộc bùng nổ, trúng lớn liên tiếp, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Quý vị thân mến, ai sinh ra trên cuộc đời này cũng đều mong muốn mình có một cuộc sống đầy đủ, sung túc và tốt đẹp. Chẳng ai muốn mình phải lam lũ khổ cực, khó khăn hết ngày này qua tháng nọ. Nhưng mỗi chúng ta đều không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, mà chỉ có thể lựa chọn con đường tương lai mình đang hướng đến bằng chính sự nỗ lực cố gắng của mình. Sống tốt, sống thiện lương thì phúc phần nhận lại cũng tương xứng vạn phần. Khi xem tử vi chọn đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, con giáp này là người có phẩm chất nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, lại rất chu đáo, giỏi giang, thuộc dòng dõi con nhà Hắc Đế, tận khổ. Số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn vất vả túng thiếu, nhưng họ lại có khí chất và sức mạnh để tự làm giàu cho bản thân mình. Đến một thời điểm họ sẽ phất lên làm giàu nhanh chóng mặt, nhưng cũng chính vì bản tính tốt bụng hay giúp đỡ người khác mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại, thậm chí có người còn gặp phải kẻ lừa gạt, khiến tiền của tích lũy bao năm bỗng chốc bay mất sạch. Những năm vừa qua, Đinh Mùi liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, từ năm 2024 trở đi, cuộc sống của Đinh Mùi sẽ sáng bừng trở lại, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến thuận lợi, mọi vận xui xẻo tự nhiên biến đâu hết, đổi lại là may mắn hết phần thiên hạ. Và ngay trong 6 tháng đầu năm 2024 này, Đinh Mùi bất ngờ nhận lộc lớn trời ban, làm ăn trúng lớn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà nhiều không đếm xuể, khiến Đinh Mùi cũng phải giật mình thẳng thốt về sự đổi đời ngoạn mục, giàu sang nhanh chóng của mình. Đến khi về già họ sẽ có cuộc sống tiền bạc đầy đủ, tinh thần viên mãn, sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy, vận trình tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cụ thể diễn ra như thế nào? Vận may từng tháng của bản mệnh là gì? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé! 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong hệ tử vi đầu số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của Đinh Mùi sinh năm 1967. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. 4. Bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi Đinh Mùi. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi Đinh Mùi trong năm 2024. Chi tiết như sau. Quý vị thân mến, Đinh Mùi với nạp âm hành thủy, do can đinh hỏa ghép với chi mùi thổ, hỏa sinh nhập thổ, can sinh chi, tuổi con dê, là lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can mậu, kỷ, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Trời sinh những người tuổi Đinh Mùi thường nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, coi trọng tình cảm gia đình. Ưu điểm của người tuổi Mùi là thông minh, tài trí nổi trội, biết nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy, giống như hình ảnh của con vật đại diện những người tuổi Đinh Mùi. Đa số hiền hậu, sống an nhàn, luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người, họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật,
để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Tuổi Đinh Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Sự kết hợp của người tuổi Đinh Mùi và con giáp Cẩm Tinh tạo nên con người nhạy cảm bậc nhất của tuổi Đinh Mùi. Họ luôn đưa mắt quan sát mọi việc diễn ra xung quanh mình, và ngay khi nhận ra có sự thay đổi nào, bất ổn nào đó, họ sẽ ngay lập tức có biện pháp ngăn chặn để đảm bảo sự an toàn nhất có thể cho bản thân. Với tính cách tuổi Đinh Mùi, họ luôn muốn được thỏa mãn đầu óc quan sát của mình. Vì thế họ không thích cuộc sống một màu, mãi dậm chân một chỗ. Họ thích được đi đây đi đó, thích được thưởng ngoạn, du lịch tới những miền đất mới. Những gì mang tính khuôn mẫu đều khiến người tuổi Đinh Mùi cảm thấy bức bối, khó chịu. Họ luôn mong muốn có thêm những trải nghiệm qua những chuyến đi thú vị cuộc đời. Điều đó không có nghĩa là họ không sẵn lòng làm theo các quy tắc, quy định, mà ngược lại, họ tuân thủ tất cả trước khi thực hiện điều mình mong muốn. Những người tuổi Đinh Mùi không sợ hãi các luật định, vì họ hoàn toàn dễ dàng thích nghi tất cả để phù hợp với mục tiêu có thêm trải nghiệm của mình. Họ không thích những lời chỉ trích và cũng chẳng bao giờ có ý định can thiệp vào chuyện của người khác, và chọn sống theo lý tưởng, mục đích của riêng mình. Với tính cách tuổi Đinh Mùi, họ rất phù hợp với những công việc thường xuyên phải đi công tác và cần có sự sáng tạo. Họ thích được hoạt động, làm việc một cách độc lập, không phải chịu bất kỳ sự bó buộc nào, không muốn làm việc trong thời gian dài cho một công ty hay tổ chức nào đó, chỉ nhằm mục đích kiếm tiền. Cho dù tìm được một công việc tốt hoàn toàn không phải là điều dễ dàng, họ muốn khả năng thiên phú của mình được phát huy và rất có thể sẽ trở thành một nhà nghệ thuật thiên tài. Nếu không gặp phải vấn đề bi quan nào đó, họ hoàn toàn có thể hoàn thành công việc của mình một cách rất xuất sắc. Nếu là người chủ, họ hoàn toàn có khả năng đoán trước được mọi việc sẽ phát triển như thế nào. Họ cũng có thể đảm nhận những cương vị cao hơn. Họ thường không chấp nhận thân phận của những người làm thuê trong một khoảng thời gian dài. Họ thích một công việc năng động, được giao tiếp nhiều và có đủ không gian riêng để hoạt động, làm việc. Người tuổi Đinh Mùi thường hướng nội, lương thiện, có tình cảm phong phú và cũng biết làm cho những người xung quanh luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Trong tình yêu, họ cũng thường xuyên làm cho mọi việc trở nên không rõ ràng, khiến đối phương khó nắm bắt và cũng là để tạo cho mình một ưu thế nhất định. Họ thường không hứa hẹn điều gì và cũng không muốn bị bó buộc. Nếu ai đó muốn dùng tình cảm để trói chân họ, thì họ sẽ tìm cách để bỏ đi thật xa. Đàn ông tuổi Đinh Mùi là những người khá cảm tính, khiến người khác rất khó nắm bắt. Họ cũng dễ chịu ảnh hưởng của những người xung quanh và đánh mất chính bản thân. Hơn nữa, họ cũng không dứt khoát khi xử lý những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi cũng là những người không rõ ràng trong chuyện tình cảm, nên đã gặp phải rất nhiều điều phiền phức để người khác hiểu lầm và cũng hiểu lầm người khác khá nhiều. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc mệnh Thủy, Thiên Hà Thủy, giải nghĩa nạp âm Thiên Hà Thủy, tức là nước trên trời, hay còn được gọi là nước mưa trời, vô cùng tinh khiết. Người mệnh này sống lịch thiệp, nhã nhặn, trí tuệ thông thái. Năm Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dựa theo ngũ hành, mệnh Thủy của tuổi tương khắc với mệnh Hỏa của năm 2024, thiên can Đinh bình hòa với can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với Thìn. Như vậy được đánh giá là tốt đẹp, đặc biệt thời điểm 6 tháng đầu năm 2024, vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng có bước tiến nhảy vọt rực rỡ hơn và có xu hướng ổn định dần. Trong 6 tháng này hầu như không có hung tinh tác động xấu, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, nên mọi phương diện cuộc sống của đương số đều có sự phát triển đáng kể. Công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng tiến, tại lộc cũng vượng phát không ngờ. Cụ thể, xét phương diện sự nghiệp tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng đầu năm 2024. Có thể nói rằng 6 tháng đầu năm 2024 là giai đoạn cực kỳ may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc, nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, chạm tay vào cơ hội cất nhắc, nhờ có sao chính ấn và chính quan phù trợ, sẽ đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh. Bạn vốn là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao, nên một khi được giao cho nhiệm vụ gì là sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng. Tất nhiên, quá trình làm việc không tránh khỏi va vấp, song bạn không nghĩ tới việc bỏ cuộc, tinh thần quyết tâm và tích cực không những giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra, mà còn truyền được cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hơn nữa, các tinh thiên đức báo hiệu quý nhân sẽ luôn xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất, chỉ cho bạn một hướng đi phù hợp để vượt qua khó khăn. Năm 2024 sẽ đem tới cho bản mệnh cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của bạn. Khi được cấp trên hoặc đồng nghiệp đề bạt, tiến cử, bạn hãy tự tin đứng lên nhận lấy những gì xứng đáng thuộc về mình, cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đem lại lợi ích cho tập thể, chính là cách báo đáp mọi người xung quanh đúng đắn nhất. Người làm đầu tư,
kinh doanh trong 6 tháng đầu năm mới Giáp Thìn này cũng tràn đầy tự tin vào bản lĩnh của mình. Dựa vào nhân duyên tốt mà bán hàng đều đều, lợi nhuận luôn được đảm bảo. Bản mệnh cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân. Tài chính được cải thiện nhanh chóng, nhưng quan trọng không kém là vẫn cần phải quản lý cẩn thận. Việc đầu tư, cân bằng thu chi đều cần đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định hơn bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tài chính phù hợp. Một số người cũng có điều kiện giải quyết các khoản nợ trước đó, giải tỏa áp lực tinh thần. Dù vậy, bản mệnh hãy luôn lạc quan, vì vận may và phước lành vẫn ở bên. Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực trước đó, bản mệnh sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu trong công việc. Đúng như kế hoạch đã đưa ra, chỉ cần nghiêm túc làm việc, sống thực tế và không lơ là, bất cần, bản mệnh sẽ gặp nhiều thuận lợi. Không nên tin tưởng người khác quá mức, hãy tự mình đảm nhiệm mọi việc. Dự báo tài chính tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng đầu năm 2024. Người tuổi Đinh Mùi cũng sẽ được ban phước lành ở phương diện tiền bạc. Nếu làm trong lĩnh vực buôn bán, dịch vụ, bản mệnh sẽ có thêm nhiều khách quen, khách sục trong 6 tháng đầu năm 2024. Buôn may bán đắt và có uy tín trong cộng đồng. Người làm kinh doanh cũng đạt được nhiều thành công lớn, có những bước tiến trong sự nghiệp. Còn với người làm công ăn lương và làm tư, được chính ấn và thiên ấn hỗ trợ cho thấy bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, mà như vậy thì bạn chắc chắn được nhận không ít tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng, cấp trên sẵn sàng thưởng cho những nhân viên cần mẫn và tài năng như bạn. Chỉ cần bản mệnh tận dụng tối đa các cơ hội thị trường, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hãy chịu khó đổi mới và bắt kịp thời đại, đừng mãi ẩn nấp trong vòng an toàn, bản mệnh sẽ có một mùa bội thu tài chính. Đối với người làm kinh tế, các tinh thiên đức giúp bạn hóa giải nhiều khó khăn bạn gặp phải trên con đường làm giàu. Quý nhân luôn xuất hiện những lúc bạn cần nhất, cứu bạn thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Con giáp này cởi mở, tốt tính, nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn không những tự tìm được những đối tác phù hợp, cùng chung chí hướng với mình, mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Trong 6 tháng đầu năm này sẽ là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước. Chỉ cần bạn chấp nhận vất vả, bôn ba một chút thì khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, đồng tiền sẽ nhanh chóng chảy vào trong túi bạn. Người làm lãnh đạo giữ được đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh và nhạy bén, nên dễ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem về lợi ích cho tập thể. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Khi đồng tiền dư giả trong túi, các tinh thiếu âm khuyên bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chỉ cần bạn tốt bụng, giúp đỡ người khác không toan tính, thì đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ lại. Thậm chí trong quá trình làm từ thiện, bạn còn có cơ hội kết thân với quý nhân hoặc với những đối tác lớn. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe sẽ gây ra một số vấn đề đối với Đinh Mùi trong 6 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024. Điều quan trọng là bạn phải duy trì sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tinh thần trong năm. Một chế độ ăn uống và tập thể dục tốt sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của bạn và giữ cho bạn khỏe mạnh. Sẽ có vấn đề về sức khỏe tinh thần do căng thẳng và rối loạn lo âu. Nghỉ ngơi đầy đủ về cơ bản là quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. Các phương pháp thư giãn như thiền và yoga sẽ tăng cường hơn nữa thể lực tinh thần. Tâm hồn của tuổi Đinh Mùi đặc biệt tinh tế và nhạy cảm. Và để đảm bảo bạn luôn tràn ngập năng lượng may mắn trong thời gian tới, hoàn toàn phù hợp với tính cách của bạn. Màu sắc thích hợp nhất là màu kem và màu vàng. Những màu sắc này đồng cảm với sự nhạy cảm của bạn một cách hài hòa, có khả năng khiến mọi người thoải mái và dễ chịu trong môi trường xung quanh bạn. Con số may mắn của tuổi Đinh Mùi trong năm 2024 là 6, 13, 25 và 40. Ngày may mắn là thứ 5 và thứ 6, tháng 3 và tháng 4 là những tháng hoàn hảo để ký kết hợp đồng. Về phương diện tình cảm gia đạo tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng đầu năm 2024. Những dự đoán chiêm tinh trong nửa đầu năm 2024 cho Đinh Mùi cũng nhận được điểm lành cho đời sống tình cảm của bạn. Bạn đã biết chú ý hơn đến lời nói và cách ứng xử của mình, vì thế mà bạn được lòng mọi người xung quanh, nhận được nhiều sự yêu mến. Mối quan hệ của vợ chồng cũng được nâng cao, bạn có một mái nhà đầm ấm, khi các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu cho nhau. Vợ chồng bạn luôn tâm sự cùng nhau mọi chuyện và cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn, giữa cha mẹ và con cái khó tránh khỏi những lúc bất đồng trong cách nghĩ, cách làm. Song đôi bên luôn cố gắng thử đặt mình vào vị trí của đối phương, nhờ thế mà không có mâu thuẫn nào gay gắt nổ ra, đôi bên cũng ngày một thấu hiểu nhau hơn. Sao thiên đức cũng giúp người độc thân tìm được niềm vui và sự chia sẻ trong năm mới. Hãy luôn quan tâm, chia sẻ với người khác để cuộc sống thêm màu sắc và ý nghĩa hơn. 3.
luận hung cát từng tháng của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch trong tháng đầu xuân năm mới. Công việc làm ăn vào guồng bình ổn, có cơ hội mở rộng quy mô, tuy nhiên vận quý nhân không nhiều, chủ yếu tự lo tự làm, không có ai hỗ trợ nên lúc nào cũng tất bật. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Sang tháng tam hợp thái tuế, công việc của người tuổi Đinh Mùi tiến triển thuận lợi, cá nhân được tập thể ủng hộ, phát huy tài năng, làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể, tinh thần làm việc học hỏi của tuổi Đinh Mùi ngày càng dâng cao, có quan đới hỗ trợ, một khi đã khóa mục tiêu rõ ràng là sẽ bằng mọi cách để đạt được. Tháng có thực thần ghé thăm, tài vận tuổi Mùi có nhiều điểm sáng, kiên trì theo đuổi ước mơ kinh doanh ắt có ngày tiền vào đầy túi. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 3 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi đón vận trình nhiều cát lợi, tuy so với tháng trước thì không bằng, nhưng cũng được coi là khá lý tưởng. Vận trình trong thuận có nghịch, trong các tàng hung, cần tác vô ưu, hành sự lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Nguyệt lệnh lâm suy, báo hiệu nội bộ nơi làm việc xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, tuy không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Về tài lộc, cả chính tài và thứ tài đều khá vượng, có thể đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, một số bản mệnh còn gặp may về tiền bạc, mua hàng dễ trúng thưởng. Đầu tháng là thời điểm tình hình kinh doanh thuận lợi nhất, nên dồn toàn bộ tâm trí tiến hành, hứa hẹn thu về lợi nhuận lý tưởng. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Có lộc về đầu tư bất động sản hoặc lĩnh vực tài chính, nguồn thu phụ gia tăng, tiền bạc dồi dào, có điều thận trọng khi đi lại, nhất là đến nơi sông nước kẻo gặp xui xẻo. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Vận may về sự nghiệp sẽ tới với tuổi Đinh Mùi trong tháng 5 năm 2024. Con giáp này dễ lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhờ những nỗ lực bền bỉ cũng như khả năng xoay sở tình huống của mình, thậm chí còn có cơ hội được thăng chức. Tuy nhiên, tháng này dư rủi về tài chính không nhỏ, không thích hợp tham gia đầu tư sinh lời cao, lại càng không thích hợp dấn thân vào các dự án mạo hiểm, nếu không sẽ dễ dẫn đến những rủi ro không đáng, rất dễ tự chuốc họa vào thân. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh đương đầu thái tuế, công việc gặp khó khăn ban đầu, cần kiên trì tới cùng mới có thể chuyển bại thành thắng. Tháng này, tuổi Đinh Mùi tất bật lo công chuyện, đã vậy nội bộ lại xảy ra nhiều xung đột, khiến tinh thần bất ổn, đôi khi nảy sinh ý định nhảy việc, nhưng bất thành, nên cân nhắc kỹ càng trước khi hành động kẻo hối không kịp. Tình cảm không lý tưởng, cũng do ảnh hưởng từ áp lực công việc, khoảng cách đôi bên ngày càng xa, khi bị các vấn đề cơm áo gạo tiền chi phối hàng ngày. Về sức khỏe, tuổi Đinh Mùi dễ mắc các chứng bệnh như đau nửa đầu, viêm nhiệt miệng, tinh thần uể oải, thiếu sức sống. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Đinh Mùi năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, nữ mạng tuổi Đinh Mùi năm 2024 gặp sao thái âm chiếu mệnh, thái âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc giữ ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Đây là cát tinh chủ về tài lộc dồi dào, gia đạo yên vui, cuộc sống thuận lợi như ý, sự giàu có về tiền bạc, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, chứ không quá vất vả như trước nữa. Năm nay nếu chăm chỉ hành thiện tích đức, gieo nhân duyên lành, thì bản mệnh sẽ tích lũy được nhiều phước báo. Theo niên hạn, gặp hạn huỳnh tuyền. Huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến dày ốm đau, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Gặp hạn huỳnh tuyền dễ mắc bạo bệnh, mất tiền của vì vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, bản mệnh cũng dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Năm được sao tốt chiếu, nữ mạng Đinh Mùi có lộc về làm ăn, buôn bán, theo đó đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, tiêu pha không phải nghĩ, tâm tư tình cảm cũng ngày càng hồ hởi, đón nhận tin vui trong năm mới. Tuy vậy, hạn huỳnh tuyền mang đến những bất lợi về sức khỏe, tinh thần, nhắc nhở mệnh chủ nên thăm khám sức khỏe định kỳ để nắm bắt tình trạng cơ thể. Trong đời sống tinh thần thì luôn giữ thái độ lạc quan, vui vẻ, không màng chuyện thị phi. Cuộc sống của nữ Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn trôi qua bình an, phẳng lặng, không có nhiều sóng gió. Bản mệnh nên duy trì những thói quen sống tích cực, nâng cao đời sống tinh thần, tham gia các hoạt động xã hội để luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Cách kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng,
thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích, cũng như thức khuya, kẻo gây họa bất ngờ. Để phòng ta bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. 2. Bình giải sau hạn cho nam mạng tuổi Đinh Mùi năm 2024. Nam mạng tuổi Đinh Mùi năm 2024 gặp sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh chủ về tiêu tán tiền của. Dân gian có câu sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, ý chỉ năm có sao này chiếu thì tiền bạc biến động mạnh, tiền dù có làm ra nhiều nhưng cũng tiêu tán mạnh, khó mà tích lũy. Sau này còn gây bất lợi về công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán có tiểu nhân quấy phá, hao tốn nhiều tiền của, thậm chí trắng tay. Thái Bạch xấu nhất là tháng 2, 5 và tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận, gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Vận hạn năm này chủ về tài lộc hao tổn, thất thoát tài sản. Đối với bản mệnh duy trì những công việc nhẹ nhàng, quy mô nhỏ thì không cần lo lắng, nhưng nếu có sự đầu tư lớn thì cần suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Ở độ tuổi này, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Khi có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần của nam Đinh Mùi được minh mẫn, sáng suốt, cảm nhận được những niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Bên cạnh đó, có một khoản tài chính độc lập cũng giúp mệnh chủ tự tin, thoải mái phục vụ sở thích cá nhân. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy năm 2024. Hạn chế dùng đồ trắng. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm đường số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ. Làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hỗn hợp góp vốn với ai. Ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức, nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn giúp Đinh Mùi gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu nâu vượng sự nghiệp. Màu sắc này sẽ giúp người tuổi Đinh Mùi phát huy được điểm mạnh trong công việc, đem tới cho bạn cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực. Màu vàng vượng tài lộc. Thường xuyên sử dụng màu vàng, con giáp này sẽ dần trở nên cởi mở hơn, do tốt tính nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn không những tự tìm được những đối tác phù hợp, cùng chung chí hướng với mình, mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Màu da cam vượng tình duyên. Hãy thường xuyên mặc những bộ đồ hoặc sử dụng những phụ kiện có màu cam, bản mệnh sẽ gặp được những đối tượng đáng tin cậy, có công việc ổn định và kinh tế vững vàng.
nghiêm túc trong tình cảm. Với những người đã có gia đình, màu cam cũng giúp bạn xây dựng được một mái nhà đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu cho nhau. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Đinh Mùi là xanh đen, xanh lá. Đây là hai màu mà người tuổi Đinh Mùi cần hạn chế sử dụng trong năm 2024 này, nếu không bản mệnh dễ có những hành động khinh suất, khinh địch, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, dễ rơi vào bẫy, gây hao tài tốn của. Quý vị thân mến, đời người ai cũng trải qua những lúc long đong, lận đận, có vui có buồn và có cả sự thăng trầm. Đời người chính là như thế, là một quá trình tu luyện từ non nớt đến thành thục. Vậy đời người cần tu luyện trở thành người như thế nào? Có hai loại cảnh giới cao, khó đạt được trong cuộc đời. Nhưng nếu có thể đạt được những cảnh giới này, người ta sẽ sống được thong dong tự tại và thản đãng vô cùng. Kinh mà không loạn là một loại tĩnh khí. Từ xưa đến nay, các bậc thánh nhân, hiền nhân càng gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa, việc nguy hiểm thì càng có thể tĩnh tâm như nước, thế biến mà không hề sợ hãi. Từ xưa đến nay, phàm là người làm được việc lớn nhất định phải là người có tĩnh khí, gặp đại sự mà không loạn, gặp việc lớn mà không loạn, đứng giữa ranh giới được mất mà không mất đi thói quen thường hằng là một loại bình tĩnh, một loại cảnh giới cao của thái độ xử thế. Đây cũng là một tâm thái xử thế ung dung tự tại, giỏi ứng biến linh hoạt khi có việc lớn xảy đến, không sợ hãi thất thố, có thể bình tĩnh an định phải là người không lo được mất, bảo trì được thái độ bình thản trong tâm. Đứng trước một việc, người có tĩnh khí gặp nguy mà không loạn sẽ tự có thể sản sinh ra trí huệ mà hóa giải khó khăn. Người loạn khí đứng trước một việc lớn sẽ chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm hỏng việc. Tục ngữ có câu, thủ trung hữu lương, tâm trung bất hoảng. Ý nói trong tay mà có lương thực rồi thì trong tâm sẽ không lo lắng. Sách của các bậc hiền nhân chính là món ăn tinh thần. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể hấp thụ kiến thức, trí tuệ của những người đi trước, nâng cao năng lực, vượt qua được hoang mang sợ hãi. Vì vậy, càng là người học rộng, thông thái, thì tầm nhìn của họ càng khoáng đạt, rộng lớn và suy nghĩ cũng càng thanh tĩnh hơn, đạt đến cảnh giới cao siêu hơn. Mê mà không lạc là một loại trí tuệ. Một người chỉ có thể mê mà không bị lạc mất khi đã tôi luyện được nội tâm cường đại. Cổ nhân có một câu rất hay rằng, ai nhi bất thương, đau mà không thương, buồn mà không ủy mị. Khi gặp phải chuyện thống khổ, chúng ta có thể buồn bã. Đây cũng là những cảm xúc rất tự nhiên và cần thiết của con người. Nhưng khi buồn đau, chúng ta cũng đừng quên rằng luôn có một con mắt thứ ba đang trông chừng tất cả. Chỉ cần giữ vững thiện lương, trời xanh sẽ tự có an bài tốt nhất. Người có thể coi nhẹ những được mất trên thế gian thì khi đột nhiên phải đối mặt với sự mất mát, họ mới có thể không bị mê mờ. Người có trí tuệ và tín ngưỡng kiên định cũng có thể làm được điều này, bởi vì họ đã có nhận thức thanh tỉnh và siêu thoát về sinh tử, vô thường, nhân duyên đời người. Trái lại, người không có trí tuệ và tín ngưỡng kiên định, hễ gặp chuyện là suy sụp và thống khổ. Có đôi khi sự ảnh hưởng vô cùng lớn của ngoại giới sẽ khiến chúng ta bị lạc mất cảm xúc, không tự mình khống chế được bản thân. Nhưng khi chúng ta có đủ trí tuệ và nội tâm cường mạnh, một thời gian sau chúng ta sẽ khôi phục lại được. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.